Mến chào các bạn đến với lớp học trực tuyến bộ môn ngữ văn 7 ngày hôm nay. Ở tiết trước, các bạn đã được học bài chuẩn sử dụng từ. Các bạn hãy nêu giúp thầy các chuẩn mực sử dụng từ trong tiếng Việt. Thì chúng ta có 5 chuẩn mực sử dụng từ trong tiếng Việt. Thứ nhất là sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả. Thứ hai, sử dụng từ đúng nghĩa, thứ ba sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp thứ tư sử dụng từ đúng sách thái biểu cảm hợp phong cách thứ năm là không làm dụng từ địa phương và từ hán việt củng cố lại những bài học về chuẩn mực sử dụng từ hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết 61 luyện tập sử dụng từ qua các bài tập thực hành ở bài này chúng ta sẽ không ghi bài mà các bạn chỉ cần ghi lại tựa bài là được rồi và chúng ta hãy quan sát bài giảng để cùng nhau làm bài với thầy. Bài tập số 1. Tìm từ dùng sai, xác định lỗi sai, cách sửa trong các ví dụ sau. Câu có từ dùng sai, làm trai cho đáng nên lên trai, phú xuân cũng chảy, đồng nai cũng từng. Món quà tí nhỏ nhen nhưng em rất quý, sau khi tướng giặc hy sinh, quân giặc như rắn cụt đầu, nước sơn làm cho đồ vật thêm hào quang bắt đồng dần đưa phu nhân đi xem kịch thì chúng ta thấy trong ví dụ đầu tiên lên là sai chải là sai lỗi sai ở đây là chỉnh tả phải không các bạn sửa lại là làm trai cho đáng nên trai phú xuân cũng trải đồng nai cũng tật. câu thứ hai từ nhỏ nhen dùng sai nghĩa chúng ta sửa lại là nhỏ bé nhỏ nhen thường dùng cho tính cách còn này nói về cái tính chất của đồ vật nên chúng ta dùng từ nhỏ bé sau khi tướng giặc hy sinh từ hy sinh dùng sai bởi vì nó không đúng thái biểu cảm hy sinh là những cái chết cao cả chết vì lý tưởng như là cái chết để cứu giúp dân tộc ở đây đang nói về giặc thì chúng ta không dùng để hy sinh được mà chúng ta phải dùng từ bỏ mạng câu thứ tư từ hào quang dùng sai đằng sau từ thêm thì không thể nào dùng danh từ được mà chúng ta phải dùng tính từ à, nên chúng ta sẽ sửa lại hành hào nhoán. câu cuối cùng phu nhân dùng sai từ phu nhân ở đây là người viết đang lạm dụng từ hán việt đang nói về bác nông dân có nghĩa là giao tiếp bình thường giao tiếp thông thường thì chúng ta hạn chế dùng từ hán việt mà dùng từ thuần việt các bạn ha chúng ta thay bằng từ vợ Bài tập 2. Tìm từ dùng sai trong các đoạn văn sau và sửa lại cho đúng. Năm Lào cũng vậy. Mỗi khi đến Tết Trung Thu, nồng em lại có cảm giác nao núng đến khó tả. Tết Trung Thu vừa qua đã để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc. Quê em có rất nhiều loài cây nên em thích nhất là cây tre. Em rất kính trọng cây tre vì cây tre mang lại nhiều lợi ích cho con người. Buổi văn nghệ vui đêm Trung Thu bắt đầu từ sau sân khấu chị dẫn chương trình bước ra với chiếc áo dài rạng rỡ trong chị rất tuổi trẻ thì chúng ta lỗi thứ nhất à lào sai sai chính tả ha các bạn ha nồng em nồng sai chính tả nè nao đúng là sai nghĩa nè sâu sát là sai chính tả nè chúng ta sửa lại đoạn 2 à cây nên nên là dùng sai nghĩa nè kính trọng là dùng sai sách thái biểu cảm nè à, chúng ta sửa lại đoạn văn thứ ba rạng rỡ dùng sai nghĩa tuổi trẻ dùng sai tính chất ngữ pháp rất à, đằng sau chữ rất á, là phải là tính từ nhưng mà tuổi trẻ ở đây là danh từ thì sai ngữ pháp rồi các bạn chúng ta sửa lại như sau bài tập 3 Đọc bài tập làm văn của một bạn cùng lớp nhận xét các trường hợp dùng từ không đúng nghĩa, không đúng tính chất ngữ pháp, không đúng sách thái biểu cảm và không hợp với tình huống giao tiếp trong bài làm của bạn à, Thì thầy lấy ví dụ như cái đoạn văn sau đây Cảm nghĩ về một người thân của em mẹ làm ruộng nên vất vả. Mỗi sáng trước khi đi làm, mẹ lại mua vài thứ để trưa nấu một bữa cơm nóng hổi. Những bộ quần áo của cả nhà đều một tay mẹ giặt thơm tho. Hàng ngày tới công việc vất vả nhưng mẹ không đi ngủ sớm mà thức rất khuya. Bộ từng mớ rau muống hái được lúc chiều để sáng mai đem đi bán. Mẹ chắc chiêu từng đồng để lo cho chúng em. Năm học mới nào mẹ cũng mua cho mỗi đứa một thứ mới, không áo quần mới thì chiếc cặp sách mới. Để hy vọng các con sẽ tiến bộ hơn dù bề ngoài chiếc cặp mẹ mua không hào quang nhưng em vẫn thấy hạnh phúc vô biên trước tấm lòng của mẹ nhà không có bố mẹ gánh vác cả một người cha và một người mẹ em rất thương mẹ và lo cho sức khỏe của mẹ những ngày chủ nhật em mong được giúp mẹ để vơi bớt những nhọc nhằn trên đôi vai gầy yếu của mẹ riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và em chỉ có một và mẹ em chỉ có một trên đời mẹ ơi rồi sau này lớn lên dù đi đến chân trời gốc bể con sẽ luôn nhớ về quê hương nơi có người mẹ đang đứng chờ con trở về mẹ ơi con yếu mẹ nhiều lắm con cam đoan với mẹ sẽ không cố gắng học giỏi để không phụ công lao chăm sóc của mẹ chúng ta phát hiện ra những lỗi sau đây đầu tiên là sai về nghĩa nhà không có bố mẹ gánh vác cả một người cha và một người mẹ ở đây từ gánh vác là sai à mình sửa lại hình từ đảm nhiệm vai trò của Lỗi thứ hai là sai về tính chất ngữ pháp dù bề ngoài chiếc cọc không hào quang, hào quang dùng sai, chúng ta nên sửa lại là hào nhoáng. Sai về sắc thái biểu cảm có cam đoan, ở đây cam đoan dùng sai mà dùng từ hứa là được rồi. Ở đây là ngôn ngữ sinh hoạt thường ngày chúng ta dùng từ thuần Việt được rồi, cần gì phải hán Việt cam đoan như đây. À, loại tiếp theo là không hợp tình huống giao tiếp, con cam đoan thấy chưa? Sửa lại nha các bạn ha. Rồi chúng ta sửa lại đoạn văn hoàn chỉnh như sau. Để kết thúc bài chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi ô chữ. Thể loại như sau. Các em đọc tham khảo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi. Hàng thứ nhất. Vị hăng nồng làm nóng tơi đầu lưỡi. Thì chúng ta có từ gì? Gồm có ba chữ các bạn. Từ gì? mang nghĩa này à đó là từ cày phải không rồi câu 2 phong tục đã bị lỗi thời từ nào chỉ một cái phong tục đã bị lỗi thời các bạn à chúng ta có từ hủ tục dòng 3 bằng cách này bạn vừa có thêm hiểu biết vừa có thể hạn chế được lỗi chính tả khi viết văn cách nào các bạn đó là đọc nhiều đọc nhiều sách nè à, nếu có điều kiện thì mình đọc thêm một số những cái từ điển dòng thứ tư từ hán việt có nghĩa là ăn uống hai à, từ hán việt mà mang nghĩa là ăn uống là từ gì à ẩm thực từ năm dòng số 5 nguyên nhân dùng từ sai khi nói à, thường người ta khi nói mà mình sai á thì thường nó mình bị nói ngọng các bạn ha Câu số 6, dòng số 6. Từ lấy diễn tả vẻ non, mượt, tươi tốt, đầy sức sống của cây lá. Thì chúng ta có từ gì các bạn? Từ mênh mởn. Dòng số 7. Từ đơn, biểu thị tâm trạng khó chịu về một điều gì đó. Thì ta có từ gì? Từ bức. Câu 8, dòng 8. Điền từ này vào chỗ trống của câu sau đây. Sau khi phạm tội ác, hắn không thể thấy ba chấm Lương tâm à, thì chúng ta có từ cắn rất lương tâm như vậy ô chữ hàng dọc đó là từ chuẩn mực như vậy các bạn nhớ khi sử dụng từ ngữ chúng ta cần tuân thủ những chuẩn mực sử dụng từ hướng dẫn về nhà các bạn cần khắc sâu về chuẩn mực sử dụng từ rèn kỹ năng nói viết khi dùng từ cái thứ hai là các bạn đọc lại bài làm và sửa chữa bài làm của mình để hạn chế sai sót ở kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Các bạn chuẩn bị cho thầy cái tác phẩm đó cái bài ôn tập tác phẩm trữ tình chào tạm biệt các bạn chúc các bạn học tốt